Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, Việt Nam áp dụng chính sách visa mới, thời hạn thị thực điện tử sẽ được kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày. Các giá trị nhập cảnh nhiều lần, thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh, theo diện đơn phương miễn thị thực được kéo dài từ 15 đến 45 ngày. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 20% đến 30% vào cuối năm nay và năm 2024. Tại Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, Hội An thu hút hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách quốc tế khoảng 1,5 triệu. Đáng chú ý là khách quốc tế đến Hội An chủ yếu đi theo hình thức nhỏ lẻ, gia đình. Hiện du lịch tại Hội An đã phục hồi khoảng 60%, do đó chính sách thị thực mới áp dụng từ ngày 15 tháng 8 tạo cơ hội cho du lịch Hội An thu hút luồng khách ở lưu trú dài ngày, tăng trải nghiệm. Các cơ sở dịch vụ tại Hội An cũng đã đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển theo chiều sâu, bền vững.